đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. Biên tập viên Kim Lan chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay sau phần tin, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn bài bình luận nhan đề Sự thật là câu trả lời đanh thép nhất. Và phỏng vấn anh Phạm Văn Thắng, chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức về ứng dụng công nghệ Skyway cho phép giải bài toán về giao thông đô thị, vận tải hàng hóa và vận tải cao ốc trên các quãng đường lớn. Tiếp đó là bài viết Bình đẳng giới trong sự phát triển bền vững. Trong mục Việt Nam đất nước con người, mời quý vị cùng đến thăm ngôi nhà của Chóe, lưu giữ hơn 10.000 hiện vật về Tây Nguyên. Một số thông tin về hoạt động của kiều bào trong tuần vừa qua sẽ được giới thiệu ở phần cuối chương trình hôm nay. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Bình đẳng giới và nâng cao vai trò. Tin rằng là cái tinh thần đó vẫn tiếp tục sẽ được khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc kinh tế và mặt công nghệ, một cái máy phát này lưu giữ giá trị văn hóa Tây Nguyên, mời đã giúp người dân đặt trọn niềm tin vào chính phủ. Tiến sĩ người Mỹ Mark Ashwill, chuyên gia giáo dục, tổ chức uy tín trên thế giới công vừa đến với quý vị và các bạn là những giai điệu của ca khúc Niềm tin chiến thắng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Thưa quý vị và các bạn, Skyway là một loại hình vận tải trên không dựa trên hệ thống đường ray và dây tiên tiến. Skyway khác với cáp treo ở chỗ, cáp treo chỉ di chuyển dựa trên đường dây, còn Skyway vận hành bằng cả dây và đường ray trên cao thông qua động cơ năng lượng mặt trời. Hơn nữa, với thiết kế đơn giản, giá thành thấp, hiệu năng sử dụng cao, Skyway hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường, bền vững và sử dụng được cả ở thành thị và ở nhiều vùng địa hình khác nhau, nhất là ở các khu du lịch. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng phóng viên Hoàng Hướng gặp gỡ ông Phạm Văn Thắng, một người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức, để nghe ông thông tin về loại hình giao thông mới rất có triển vọng phát triển ở Việt Nam. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Thắng hôm nay đã đến chia sẻ với Đài Tiếng Nói Việt Nam về một công nghệ rất là mới trong vận chuyển, trong giao thông, đó là Skyway. Thưa ông Phạm Văn Thắng, Skyway thì ra đời ở trên thế giới như thế nào và đến thời điểm này thì người ta đã ứng dụng nó trong đời sống như thế nào? Thưa anh Hướng, công nghệ Skyway thì nó xuất phát từ nước Nga vĩ đại và của nhà khoa học Zhivinsky. Ông là người của cái Viện Hàn Lâm Khoa học Vũ trụ Nga. Từ năm 1977 thì ông bắt đầu đưa ra một ý tưởng nghiên cứu, nghĩa là ứng dụng những vật liệu mà chế tạo những con tàu vũ trụ và những cái động cơ đã từng lên mặt trăng để lấy những cái mẫu đá về và tính toán cái khí động học, tính toán cái vật liệu siêu bền, siêu nhẹ. Và tất cả những bài toán của một cái nhà khoa học vĩ đại này, ước mơ của ông ấy là thấy rằng một cái vấn đề là cần phải giải cứu hành tinh. Nếu cứ để sử dụng cái tình trạng xăng dầu, tình trạng của động cơ đốt trong, thì theo tính toán người ta thấy rằng là động cơ đốt trong nó chiếm đến 70% cái khí thải CO2 phát thải ra làm toàn bộ ô nhiễm cái bầu không khí.
Thế thì nguyện vọng của ông ấy là giải cứu hành tinh bằng cách là phải có những cái động cơ sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng gió, tính toán để có cái khí động học ở cái điều kiện là sức cản thấp nhất. Vấn đề thứ hai là có những cái động cơ mà động cơ này là dùng điện nhưng mà lại là điện mặt trời và điện gió. Nó tạo nên những cái giá trị của cái việc mà vận hành, nhưng đồng thời nó lại cũng tự sinh ra điện. Động cơ trong động cơ và động cơ trong dynamo. Khi chạy lên rồi đạt được một cái tốc độ rồi thì quán tính và gia tốc nó chạy thì nó lại tích lũy điện lại làm cho cái phần ắc quy ở bên dưới. Sau đó lại tiếp tục dùng cái dòng điện nó lại chạy. Thì bây giờ nó đang ở trong cái giai đoạn là thử nghiệm tại Minsk và đang thực hành xây dựng ở bên Dubai. Và trong các bước thử nghiệm đó thì người ta đã đạt được những cái test. Và cho đến bây giờ còn cái test cuối cùng là cái test là đưa cái container 50 tấn lên trên một cái đoạn đường 2,5 km ấy mà chạy đi chạy lại trong điều kiện nắng 5-60 độ và âm cỡ vào khoảng như thế là 10-15 độ. Âm 10-15 độ là phải chờ cái mùa đông để test ở bên Minsk và 5-60-70 độ là test ở bên Dubai. Cái test cuối cùng đó sẽ được thực hiện vào khoảng cuối năm nay, nếu không có Covid thì đã xong. Thế và những cái hợp đồng được ký kết với các quốc gia, chẳng hạn như Nga, như Ấn Độ, như Úc, như Brazilian thì mới là những cái hợp đồng được ký, và đặc biệt là cái hợp đồng mà đã tiến hành làm thì đã làm ở bên Dubai. Như ông vừa cho biết thì hiện nay cũng đang thử nghiệm bên Nga cũng như bên Dubai, đúng không? Là một doanh nhân rồi là một người nhà khoa học ở nước ngoài, lý do gì khiến ông sớm đưa những cái công nghệ như thế này để về giới thiệu ở trong nước? Tôi vốn là một người lính 16 năm tham gia chiến tranh, là một sĩ quan tham mưu của một quân đoàn, quân đoàn 29, qua Đức là 33 năm rồi. Tôi đã mang những cái công nghệ chẳng hạn như là CO2 làm sạch công nghiệp, là công nghệ là RRP để như thế là hóa cứng đất, giải quyết những vấn đề như thế là cho xây dựng và cho cái đoạn đường và nhà cửa. Nhưng đến bây giờ thì không thể dừng lại được, bởi vì là về vấn đề môi trường là nó so với tất cả các loại phương tiện thì nó là cái bảo vệ môi trường là đứng hàng đầu. Vì nó không phát thải ra khí CO2 và nó không dùng điện của các nhà máy điện nguyên tử, không dùng điện của nhà máy điện là nhiệt điện hay là thủy điện, mà tự nó hấp thụ điện mặt trời trong cả một cái tổ hợp như thế, dùng điện nó chạy nó, sau đó lại hấp thụ điện rồi lại chạy cứ non stop như thế. Thì tôi có ví là trồng một cái cây là hái quả trăm năm, không phải lo lắng gì cả, bởi vì trời đã cho ánh nắng và cho khí thì cái nguồn năng lượng, cái nguồn nhiên liệu để cho cái tàu nó chạy như thế, cho nên đạt được cái bảo vệ môi trường là tuyệt đối. Cái thứ hai nữa là về vấn đề là cái chi phí cho xây dựng thì nó thấp nhất trong tất cả các loại hình giao thông hiện nay. Vì nó không phải đào đất để làm đường và nó không phải làm cầu, cắm cọc xuống đặt ray và đặt tàu lên là dùng ánh nắng mặt trời để chạy. Thế thì tôi hỏi rằng cái chi phí xây dựng nó bằng là thấp nhất so với tất cả các loại. Cái thứ hai nữa là chi phí vận hành. Bây giờ là các anh biết rằng là blockchain 4.5.0 nó làm rồi. Gần như vận hành là bằng không, an toàn tuyệt đối. Nhưng lượng vận chuyển ở đây thì là lớn nhất so với tất cả các loại phương tiện hiện nay. Và tính tỷ giây nhé, nếu mà tàu này chạy thì bắt đầu tính tỷ giây, 2 giây một nó có bao nhiêu người đi. Về vấn đề như thế là định mức tai nạn giao thông, gần như nó không có, an toàn tuyệt đối. Thế thì cớ sao mà mình lại không mang về, không phổ biến? Mà từ năm 2014 bắt đầu tôi có tiếng nói rồi. 2019 là mùng 9 tháng 9 năm 2018 và đến mùng 10 tháng 9 năm 2018 là ngày hội thảo với Đại học Giao thông. 8 giáo sư tham gia cái cuộc ấy và các điều nói tuyệt vời. Và cái này sẽ đưa vào để mình nghiên cứu, để ứng dụng. Theo ông thì cái công nghệ Skyway này nó phù hợp như thế nào với cái điều kiện của Việt Nam hiện nay? Thực ra các nhà khoa học đã tính toán và nội địa hóa ở từng khu vực rồi. Ví dụ tại sao lại phải làm ở Dubai để chịu đựng cái nắng gió bão cát như thế ở bên Dubai? Và các nhà lãnh đạo Dubai, quốc vương Dubai, họ đã mua công nghệ này về hết cả một giai đoạn mà sau đó bây giờ đang thi hành. Hoặc là để cái độ âm như ở bên Minsk hoặc là ở bên Nga. Thì cái đó được là nhiệt đới hóa hoặc là ôn đới hóa hoặc là những cái điều kiện gió bão, những cái điều kiện về động đất thì ở đây được tính toán tất cả để xử lý những cái vấn đề đó. Và cuối cùng là cái gì? An toàn tuyệt đối cho tất cả các cái vùng miền, khí hậu và địa lý khác nhau trên toàn cầu. Thì cái đó là cái đã được tính toán. Vấn đề đặt ra đây hiện thời điểm này đối với đất nước Việt Nam mình ấy, đấy là ở các thành phố thì là tắc nghẽn giao thông, cái lưu lượng vận chuyển ở các khu vực giữa các địa phương cũng như từ Nam Bắc hiện nay còn hạn chế bằng các phương tiện cũ. Đặc biệt là Việt Nam cũng đang hướng tới xây dựng các thành phố thông minh. Thì theo ông là một chuyên gia thì ông thấy là cái công nghệ này nó tiếp cận như thế nào, nó đáp ứng như thế nào về những vấn đề của Việt Nam như hiện nay đang đặt ra? Thưa anh Hướng, là nếu gọi là thành phố thông minh thì không thể không có Skyway. Bởi vì giải quyết vấn đề trong cái thành phố thông minh là cái gì? Không ô nhiễm, không có tiếng ồn.
thì đó là những cái tiêu chuẩn của thành phố thông minh, không có ai mất an toàn. Đó là tiêu chuẩn của thành phố thông minh. Thế thì ví dụ một số doanh nghiệp đã đặt vấn đề nói là anh Thắng ấy, anh xem tôi xem cái thành phố thông minh của tôi cũng tiêu chuẩn thế. Mà nếu tôi thấy cái Skyway này thì hay. Thế và ngoài cái việc mà Skyway làm thành phố thông minh về giao thông thì lại còn có những cái khác về mặt là những ngôi nhà thông minh được điều khiển bằng các cái điều kiện về thông tin. Thế nhưng mà thành phố thông minh mà lại không có giao thông thông minh. Và tôi có nói với lại một số anh em ấy, bây giờ tất cả chúng ta sạch cả nhưng mà không khí không sạch thì mà không khí không sạch là ốm cả thôi. Thế thì chúng ta phải nghĩ đến một cái chuyện là câu chuyện của thành phố thông minh là câu chuyện đầu tiên phải là giao thông thông minh. Rồi lại có những ngôi nhà thông minh rất là xanh. Thế cho nên là vẫn lại nói lại là 70% phát thải CO2 của hành tinh này là do động cơ đốt trong. Với vấn đề tốc độ cùng nhiều những cái tính năng mới, cái hiệu quả mới về môi trường, về kinh tế, về rất nhiều các mặt khi mà đưa cái công nghệ Skyway vào trong đời sống. Cảm ơn anh Phạm Văn Thắng rất là nhiều, rất là tâm huyết với công nghệ mới, với mong muốn là được đưa vào áp dụng ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe ông Phạm Văn Thắng, người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.